Xin chào. Chào bạn. Tắt máy. Ok. Wow, rất là tuyệt vời. Chúng ta chẳng cần phải đến điều khiển, chẳng cần đến công tắc. Chúng ta chỉ cần khẩu lệnh bằng giọng nói đơn giản thì chiếc ghế này nó sẽ phục vụ cho chúng ta. Hello, xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã biết, ghế massage đã quá là quen thuộc đối với mỗi chúng ta rồi, đúng không các bạn? Ghế massage là sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động ngay tại nhà dành cho mỗi người sử dụng. Và nếu như các bạn đã xem những cái video trước đây của mình thì mình đã nêu ra những cái tính năng và lợi ích cơ bản trên ghế massage giúp cho người dùng, đó là gì? Đó chính là giúp cho lưu thông khí huyết, giảm thiểu đi các căn bệnh liên quan về xương khớp cũng như là mất ngủ rất là tốt. Và hôm nay, chính tại video này, mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn về một sản phẩm mới được ra mắt của thương hiệu Fujicare. Đó chính là chiếc ghế FC2022 đang đứng bên cạnh mình đây. Rất là đẹp đúng không các bạn? Đây là một cái sản phẩm mà hầu hết các khách hàng đang muốn sở hữu cho mình một sản phẩm ghế massage của Fuji. Rất là mong chờ em này được ra mắt để được sở hữu cũng như là trải nghiệm. Và những cái tính năng nào, chế độ nào hay bài tập nào trên chiếc ghế này mà lại được nhiều khách hàng của Fuji quan tâm đến như vậy, thì xin mời các bạn hãy lắng nghe qua phần giới thiệu chi tiết về sản phẩm này của mình sau đây nha. Điểm đầu tiên mình muốn chia sẻ đến với cho các bạn, đó chính là kiểu dáng thiết kế rất là nhỏ gọn. Hơn nữa, với kiểu dáng sang trọng, lịch lãm và được bao phủ bởi toàn bộ bên ngoài của chiếc ghế này chính là chất liệu da microfiber. Đây là một cái chất liệu da mà giống với da thật gần như là tuyệt đối và được các nhà nghiên cứu công nhận cái điều đó nha các bạn. Khi mà chúng ta sở hữu hay là sử dụng trên chiếc ghế này thì đối với chất liệu da nó sẽ đem lại cho chúng ta cảm giác dễ chịu, thoáng mát và đặc biệt là không gây thích ứng da. Đó, độ bền của cái chất liệu da microfiber này rất là cao. Và điểm đặc biệt nổi bật nhất của chiếc ghế FC2022 này thì mình sẽ chia sẻ ngay sau đây nha. Đó, đây là phần bảng điều khiển thông thường của mỗi chiếc ghế massage, đúng không ạ? Đều được thiết kế với các nút bấm cơ rất là rõ ràng. Nhưng đối với chiếc ghế FC2022 này thì được thiết kế thêm bảng điều khiển bằng giọng nói thông minh nha các bạn. Xin chào. Chào bạn. Mở máy. Ok. Wow, chỉ với hai câu khẩu lệnh đơn giản mình đã mở được chiếc ghế massage FC2022 này rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cùng vào bài tập massage thư giãn trên chiếc ghế này nha. Ok. Đó, chúng ta chỉ cần nói câu thư giãn thì em nó đã ok và vào bài tập cho chúng ta rồi. Đó, rất là tuyệt vời. Xin chào. Chào bạn. Chế độ khác. Ok. Đây là một cái chế độ mà dường như các khách hàng của Fuji rất là khó khăn để hiểu rõ cũng như là sử dụng trên các điều khiển cơ bằng nút bấm. Đó, thì đối với chiếc ghế FC2022 này, chúng ta chỉ cần điều khiển bằng giọng nói. Chúng ta muốn như nào chúng ta thì chiếc ghế này nó sẽ đáp ứng cho chúng ta hết. Xin chào. Chào bạn. Tắt máy. Ok. Wow, rất là tuyệt vời. Chúng ta chẳng cần phải đến điều khiển, chẳng cần đến công tắc. Chúng ta chỉ cần khẩu lệnh bằng giọng nói đơn giản thì chiếc ghế này nó sẽ phục vụ cho chúng ta. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ đi sâu hơn vào bên trong của chiếc ghế này nha. Nói đến ghế massage thì chúng ta không thể nào không kể đến đó chính là hệ thống Bilan massage. Đây chính là phần linh hồn của mọi chiếc ghế massage đó các bạn. Thì đối với chiếc ghế FC2022 được sử dụng cấu tạo bởi chất liệu Bilan bằng 100% silicon nguyên sinh. Đó, và hệ thống Bilan massage 3D cộng nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta thực hiện rất là nhiều những cái động tác massage khác nhau như là đấm, vỗ, miết, day miết và thậm chí là cả bấm huyệt nha các bạn. Bilan nó sẽ chạy dọc theo sống lưng từ phần cổ vai xuống phần mông đùi. Và hơn hết, đặc biệt trên chiếc ghế FC2022 còn có hệ thống Bilan xoay 360 độ ở phần gang bàn chân này các bạn. Đó, Bilan bóp gót chân đem lại cho chúng ta cảm giác thư giãn cũng như là vô cùng là dễ chịu. Tiếp đến đó chính là hệ thống túi khí.
Thì FC2022 có hệ thống túi khí ở phần vai, tay, bắp chân và mu bàn chân. Hệ thống túi khí này nó sẽ mô phỏng giống như bàn tay của con người, bóp nhả liên tục, giúp cho chúng ta lưu thông khí huyết, lưu thông tuần hoàn máu một cách tốt nhất, nhằm ngăn chặn các bệnh lý liên quan về hô hấp, cũng như là giúp cho chúng ta có một giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn. Đó. Đây, em có thể quay ở đây cho các bạn có thể thấy rõ ràng hơn. Đây chính là cái phần thiết kế điều khiển phụ. Đó, giống như hệ thống điều khiển trên một chiếc xe ô tô hạng sang đúng không các bạn? Với núm xoay, tắt mở và các chế độ thay đổi bài tập hay là nhiệt hóng ngoại trên chiếc ghế này. Rất là tuyệt vời. Đó. Loa âm thanh Bluetooth nha các bạn. Chiếc ghế này có hệ thống loa âm thanh Bluetooth ở hai bên sườn của chiếc ghế, sẽ giúp cho chúng ta có thể nghe nhạc, nghe được những cái bản nhạc mà chúng ta yêu thích khi chúng ta kết nối trực tiếp với điện thoại hay là TV, để vừa giúp cho chúng ta massage, vừa giúp nghe nhạc, giúp thúc đẩy quá trình trị liệu của chúng ta trở nên tốt hơn. Rất là tuyệt vời. Đây là một chiếc ghế mà dường như rất là nhiều những khách hàng của Fuji đang mong chờ sản phẩm này được ra mắt, và hiện tại đã có tại các showroom ghế massage Fuji trên toàn quốc. Đó. Và vừa rồi thì mình có chia sẻ qua cho các bạn về một số tính năng cũng như là ưu điểm của chiếc ghế FC2022 mới được ra mắt của thương hiệu Fujike. Và nếu như các bạn quan tâm hơn về sản phẩm này hay các sản phẩm khác của Fuji thì các bạn hãy đến trực tiếp các cửa hàng Fujike, Fuji Luxury trên toàn quốc để được trải nghiệm về các sản phẩm nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào bạn.